quy hoạch vùng Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, khu vực Tây Nam Quốc lộ 18A, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua vào tháng 7 năm 2020 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tại quyết định số 3859 ngày 9 tháng 10 năm 2020. Theo đó, phạm vi ranh giới lập quy hoạch thuộc khu vực phía Tây đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và phía Nam Quốc lộ 18A thuộc các địa phương Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên. Trong đó, phía Bắc giáp Quốc lộ 18A, phía Đông giáp đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, phía Tây giáp cổng tỉnh, phía Nam giáp các sông Kinh Thầy, La, Đá Vách, Đá Bạc và sông Tranh. Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng trên 29.000 ha, trong đó hình thành hai vùng kiểm soát. Vùng quy hoạch thuộc thị xã Đông Triều phát triển đa năng, mật độ vừa, gồm các chức năng đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, khu công nghiệp cấp vùng và cảng, kết hợp với các vùng nông nghiệp, di tích văn hóa phía Bắc Quốc lộ 18A đoạn qua Đông Triều để hình thành vùng du lịch văn hóa trải nghiệm, nông nghiệp công nghệ cao. Vùng quy hoạch thuộc thành phố Uông Bí và thị xã Quảng Yên phát triển mật độ cao, gồm các chức năng đô thị, công nghiệp, dịch vụ, công nghiệp, công nghệ cao, cảng, logistics. Không gian thành phố Uông Bí được phát triển mở rộng về phía sông Đá Bạc, không gian thị xã Quảng Yên được mở rộng về phía sông Bạch Đằng và cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Thực hiện quy hoạch xây dựng vùng Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, khu vực Tây Nam Quốc lộ 18A tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt và để phù hợp đồng bộ với các lớp quy hoạch. Hiện Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Yên, thị xã Đông Triều và thành phố Uông Bí đang lập điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Đông Triều, điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Quảng Yên, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Uông Bí và quy hoạch chung khu kinh tế ven biển Quảng Yên. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc tháng 7 năm 2020. Thời gian qua, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, giao đơn vị tư vấn lập quy hoạch, cập nhật kịp thời ý tưởng, phương án, quy hoạch xây dựng khu vực hành lang bên kia tuyến sông thuộc thành phố Hải Phòng nhằm bổ trợ tính chất phương án quy hoạch giữa hai địa phương. Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng tuyến đường ven sông kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, yêu cầu các địa phương liên quan phải quản lý chặt chẽ mặt bằng toàn tuyến, tuyệt đối không để thay đổi hiện trạng sử dụng đất, lấn chiếm đất, xây dựng trái phép, chuyển nhượng nhầm. Quản lý sử dụng hiệu quả quỹ đất tạo ra từ tuyến đường để phục vụ phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững với tầm nhìn dài hạn, không để xảy ra tình trạng nhà đầu tư xin nghiên cứu quy hoạch, lập dự án đầu tư để đầu cơ trục lợi. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu rà soát lại quy hoạch xây dựng vùng Đông Triều, Uông Bí và Quảng Yên, khu vực Tây Nam Quốc lộ 18A đã có để bổ sung yếu tố mới cả về quy mô, diện tích, định hướng phát triển như Thủ tướng Chính phủ cho thành lập khu kinh tế ven biển Quảng Yên, một loạt hệ thống giao thông đã hình thành là cầu Rừng, cầu Lại Xuân, cầu Triều, đường 10 làn xe và Thủy Nguyên sẽ trở thành thành phố trong thành phố Hải Phòng. Đây sẽ là điểm rất quan trọng để xác định rõ hơn định hướng cho vùng này trở thành động lực phát triển, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, định hình khu vực này là đầu mối giao thông chiến lược, điểm trung chuyển chiến lược giữa Trung Quốc, ASEAN và Việt Nam, giữa các nước trong khu vực Đông Á, Đông Bắc Á và đặc biệt là điểm trung chuyển chiến lược trong hợp tác hai hành lang, một vành đai kinh tế Việt-Trung, hợp tác liên vùng Vịnh Bắc Bộ. Vì vậy, phải dành quỹ đất tối đa để phát triển công nghiệp cảng biển, cảng sông, dịch vụ logistics trọng điểm của vùng, của khu vực, động lực của tỉnh và vùng Bắc Bộ. Phát triển đô thị theo mô hình, đô thị thông minh, đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương trong khi chờ hoàn thành việc lập quy hoạch chung khu kinh tế ven biển Quảng Yên, giao thành phố Uông Bí đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch thành phố. Trong đó trọng tâm là định hướng sử dụng quỹ đất 2.551 ha thuộc địa giới hành chính của thành phố nằm trong khu kinh tế ven biển Quảng Yên làm cơ sở để thu hút đầu tư. Trong khi chờ quy hoạch khu kinh tế ven biển Quảng Yên hoàn thành, thành phố Uông Bí sẽ chịu trách nhiệm quản lý quỹ đất này. Hai địa phương Quảng Yên và Đông Triều đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch điều chỉnh thị xã để sớm phê duyệt. Ban quản lý khu kinh tế đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch khu kinh tế ven biển Quảng Yên xong trong quý 1 năm 2022, báo cáo Chính phủ phê duyệt chậm nhất là trong quý 2 năm 2022. Đồng thời tiến hành rà soát quy hoạch các dự án hạ tầng khu công nghiệp, dự án thứ cấp thuộc phạm vi khu kinh tế ven biển Quảng Yên để đề xuất điều chỉnh diện tích và lộ trình giao đất cho phù hợp. Đối với dự án tuyến đường ven sông kết nối đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với tập đoàn Amata thống nhất theo các phương án triển khai. Trong đó có phương án đề xuất với Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giai đoạn 5 của khu công nghiệp ra khỏi dự án và có tính toán diện tích phù hợp để có thể đầu tư thi công tuyến đường 700m đi qua khu vực này. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát các dự án chậm triển khai, dự án vi phạm các quy định về đất đai, môi trường, các chủ trương đã cho nghiên cứu lập quy hoạch để thống nhất chủ trương thu hồi, điều chỉnh, thay đổi, thậm chí dừng để phù hợp với định hướng phát triển của khu vực này trong phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế, phát triển đô thị, phát triển kinh tế xã hội. Về nguồn vật liệu san lấp trong các dự án, tới đây nhu cầu san lấp rất lớn, vì vậy phải lựa chọn chủ đầu tư phù hợp, đảm bảo nguyên tắc về chất lượng, hiệu quả, tiến độ. Năm 2022 phải đặt mục tiêu thu hút đầu tư vào khu kinh tế ven biển Quảng Yên thông qua việc đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch, đồng thời cho nghiên cứu tổng thể các tuyến đường kết nối với tuyến đường ven sông, nối cao tốc Hạ Long Hải Phòng đến thị xã Đông Triều và cầu để đồng bộ với phía Hải Phòng. Cũng trong chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định số 1959 ngày 19 tháng 11 năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040. Phạm vi khu vực lập quy hoạch là toàn bộ đơn vị hành chính thành phố Hạ Long theo nghị quyết số 837 ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gồm 21 phường với diện tích tự nhiên khoảng 112.132 ha. Dân số thường trú năm 2020 khoảng 327.400 người. Dự báo quy mô phát triển dân số đến năm 2030 là khoảng 620.000 đến 650.000 người. Đến năm 2040 là khoảng 800.000 đến 830.000 người. Việc quy hoạch nhằm mục tiêu phát triển thành phố Hạ Long trở thành đô thị dịch vụ du lịch văn minh thân thiện, trung tâm dịch vụ du lịch quốc gia mang tầm cỡ quốc tế theo định hướng phát triển bền vững, phù hợp yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó lấy Vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối theo hướng đa cực, hài hòa với di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và các vùng núi phía Bắc. Đồng thời còn để khai thác tốt tiềm năng lợi thế của đô thị Hạ Long cũng như hệ thống hạ tầng giao thông đã và đang được đầu tư trên địa bàn, nhằm tạo điều kiện kết nối mở rộng không gian du lịch và phát triển mạnh các loại hình vận tải công cộng, dịch vụ cảng biển, logistics hơn nữa, từng bước đưa Hạ Long trở thành trung tâm logistics của cả nước. Qua đó phát triển công nghiệp sạch, công nghệ thông minh, thân thiện với môi trường, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ phát triển rừng và cảnh quan thiên nhiên. Thời gian lập quy hoạch không quá 12 tháng khi nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong không khí thi đua của đợt cao điểm hoàn thành 3 công trình trọng điểm động lực của tỉnh, chủ đầu tư cùng với liên danh các đơn vị nhà thầu thi công cầu Cửa Lục 1 đang tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại, phấn đấu là đưa công trình vào sử dụng theo đúng kế hoạch đã đề ra. Đây là những khối bê tông nhựa đầu tiên được triển khai thi công thảm mặt đường của dự án cầu Cửa Lục 1 trong chiều nay. Với mỗi dây chuyền thảm nhựa mặt đường như này, mỗi ngày đơn vị nhà thầu sẽ hoàn thành được trên 250 mét mặt đường của cầu Cửa Lục 1. Sau những mét thảm đầu tiên của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ huy động thêm một dây chuyền thảm tiếp theo để chúng tôi thảm hai dây chuyền, một dây chuyền cuối tuyến, một dây chuyền đầu tuyến, hai dây chuyền và thi công liên tục trong 3K. Thì chắc chắn là sẽ hoàn thành công trình theo tiến độ của chủ đầu tư yêu cầu. Thời điểm hiện tại, dự án cầu Cửa Lục 1 đã hoàn thành trên 90% khối lượng công việc. Cùng với việc đẩy nhanh thi công thảm nhựa mặt đường, các đơn vị nhà thầu cũng đang tập trung nhân lực các mũi thi công, hoàn thiện các hạng mục giải phân cách, lan can mặt cầu, điện chiếu sáng. Công tác thảm mặt cầu sẽ dự kiến kết thúc vào mùng 4 tháng 12. Còn công tác về thảm đường thì sẽ kết thúc khoảng 25 tháng 12 và công tác về chiếu sáng giao thông và chiếu sáng mỹ thuật thì kết thúc 30 tháng 12. Với tổng chiều dài dự án trên 4,2 km, trong đó công trình cầu Cửa Lục 1 là cầu đầu tiên của tỉnh với 6 làn xe cơ giới có kết cấu 5 nhịp vòng thép liên tục, hai bên cầu có vỉa hè cho người đi bộ, có sàn vọng cảnh và bồn hoa cảnh quan du lịch. Cầu Cửa Lục 1 không chỉ góp phần hoàn thiện giảm tải cầu Bãi Cháy mà còn mở ra không gian phát triển mới cho thành phố Hạ Long. Ngày 22 tháng 11 năm 2021, Thường trực Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo cấp tỉnh Phòng chống dịch Covid-19 đã tổ chức hội nghị trực tuyến với Ban chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy cấp huyện về tình hình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Tuần qua, thì trên địa bàn tỉnh ghi nhận 250 ca F0, chủ yếu là các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng tại các địa phương Đông Triều, Uông Bí, Hạ Long, Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên và Ba Chẽ. Các địa phương có các ca F0 đã chủ động thích ứng, nhanh chóng xác định các khu vực có nguy cơ để khoanh vùng ổ dịch, thần tốc truy vết xét nghiệm có trọng tâm trọng điểm, kịp thời bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, cách ly F1, theo dõi F2. Đến nay thì tình hình cơ bản được kiểm soát, song dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ lan rộng, bùng phát. Tuy nhiên, trong thực hiện các chỉ đạo về phòng chống dịch thì vẫn còn một số tồn tại hạn chế, sơ hở, cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời. Việc tuân thủ các quy định hướng dẫn và yêu cầu chỉ đạo của cấp trên và cơ quan có thẩm quyền tại một số cơ quan đơn vị địa phương chưa thực sự nghiêm túc. Trong đó có việc tổ chức các sự kiện đông người, điển hình như là chương trình Quảng Ninh, nơi hội tụ ngôi sao siếc Việt 2021 có sự tham dự của nhiều trẻ em học sinh. Một số địa phương còn bị động và lúng túng trong việc xử lý các tình huống dịch bệnh nảy sinh. Việc hoàn thiện các giải pháp công nghệ phục vụ phòng chống dịch triển khai còn chậm. Công tác phối hợp giữa Ban Quản lý Khu Kinh tế, các ngành chức năng liên quan, Ban Quản lý các khu công nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp và chính quyền địa phương nơi có khu công nghiệp trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch chưa thực sự chặt chẽ và có sự gắn kết. Nhiều người dân, người lao động, ý thức phòng chống dịch còn chưa cao, còn biểu hiện lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Sau khi thảo luận, Thường trực Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo cấp tỉnh cơ bản thống nhất với các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới theo đề xuất của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh tại báo cáo ngày 22 tháng 11 năm 2021, trong đó lưu ý một số nội dung sau. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tập trung triển khai hiệu quả nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ, chỉ thị số 18 ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chỉ đạo có liên quan của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19, nâng cao hơn nữa vai trò chủ động, tích cực, tính tự giác của từng người dân, mỗi hộ gia đình, cơ quan, đơn vị địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ về thích ứng an toàn trong sinh hoạt, hoạt động và sản xuất. Các địa phương cấp huyện, cấp xã tiếp tục rà soát, hoàn thiện các kịch bản, phương án phòng chống dịch, đảm bảo đầy đủ vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế thiết yếu, củng cố năng lực chỉ huy điều hành, phân bổ nhân lực y tế hợp lý, đảm bảo năng lực ứng phó đối với từng cấp độ dịch trong tình hình mới. Tập trung xử lý triệt để các ổ dịch tại các địa phương Uông Bí, Đông Triều, Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà và Tiên Yên, tuyệt đối không để ổ dịch lây lan trở thành đợt dịch, hạn chế tối đa số ca mắc mới, số ca trở nặng, tử vong. Khi xuất hiện ổ dịch phải phân tích, đánh giá, xác định từng trường hợp F0 để có phương án thu dung, quản lý, theo dõi, cách ly, điều trị phù hợp, giảm áp lực cho y tế tuyến trên và không gây xáo trộn toàn hệ thống. Thực hiện triệt để việc theo dõi, điều trị các ca F0 thể nhẹ, không có triệu chứng, cách ly F1 tại nhà, tuyến y tế cơ sở, thiết lập kênh kết nối với chính quyền địa phương nơi cư trú, thường trú và tạm trú nhằm theo dõi, giám sát chặt chẽ việc cách ly, điều trị tại nhà, tại cơ sở cách ly, kịp thời can thiệp, bóc tách các trường hợp F0 có dấu hiệu trở nặng để chuyển điều trị ở tuyến trên. Đối với các trường hợp F0 là trẻ em, học sinh, ngành giáo dục đào tạo cần phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi trường học, lớp học, đảm bảo dạy và học an toàn, duy trì học trực tiếp và sẵn sàng học trực tuyến khi cần thiết. Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương liên quan khẩn trương xây dựng hướng dẫn xử lý đối với tình huống nảy sinh ổ dịch lớn ở địa bàn khó khăn, nơi có hàng chục nghìn công nhân là người dân sinh sống ở nhiều địa phương và có đông người lao động ngoại tỉnh trên địa bàn, trên cơ sở rút kinh nghiệm việc xử lý ổ dịch tại doanh nghiệp, khu công nghiệp ở Uông Bí, Hải Hà và Móng Cái. Nghiên cứu xây dựng các khu tập trung thu dung điều trị F0 thể nhẹ, không có triệu chứng ngay tại các khu công nghiệp do Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định thành lập, quản lý, vận hành. Doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghiệp chịu trách nhiệm đảm bảo về cơ sở vật chất, hỗ trợ các điều kiện sinh hoạt, vật tư, sinh phẩm với sự tham gia hỗ trợ của ngành y tế, công an cấp xã, cấp huyện theo đúng phương châm 3 trước 4 tại chỗ, dự phòng tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở. Nhanh chóng khôi phục nhịp độ hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp, nhà máy, công trường, phân xưởng, xí nghiệp có các ca bệnh. Yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bóc tách triệt để F0, tập trung rà soát lại từng trường hợp người lao động, nếu đủ điều kiện thì có thể tiếp tục lao động, làm việc nhằm đảm bảo không làm đứt gãy chuỗi sản xuất, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Nghiên cứu xem xét đối với các trường hợp F2 phải xét nghiệm cho kết quả âm tính, có thể đi làm bình thường, song phải thực hiện nghiêm ngặt các quy trình, biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Chính quyền địa phương, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc hoàn thiện quy trình cũng như là tuân thủ quy trình phòng chống dịch của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn. Người đứng đầu, trực tiếp tổ chức và người có thẩm quyền cho phép tổ chức sự kiện tập trung đông người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên quản lý theo thẩm quyền và cấp ủy chính quyền địa phương nơi tổ chức sự kiện về việc thực hiện các quy định, biện pháp phòng chống dịch. Khi tổ chức thực hiện sự kiện tập trung đông người thì phải thông báo cho Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi diễn ra sự kiện để chính quyền cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát. Mỗi người dân, người lao động, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải tuân thủ nghiêm quy định 5K, quét mã QR, khai báo y tế hàng ngày, khai báo di chuyển nội địa, Khuyến cáo những người chưa tiêm vaccine, người già, người có bệnh nền không thể tiêm vaccine, hạn chế tối đa đi đến các sự kiện tập trung đông người, những khu vực công cộng có nguy cơ cao. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với các địa phương để thực hiện phân bổ, triển khai thí điểm, sử dụng thuốc điều trị các ca mắc COVID-19 ngay tại nhà, tuyến y tế cơ sở, đảm bảo đúng các quy trình quy định và an toàn tuyệt đối. Sở Du lịch và các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu, tham mưu triển khai việc mở cửa đón khách du lịch quốc tế trên cơ sở áp dụng các tiêu chuẩn chung của thế giới trong thích ứng an toàn với dịch COVID-19, đồng thời khuyến cáo du khách phải tuân thủ nghiêm ngặt, đầy đủ các quy trình, các quy định về phòng chống dịch của Trung ương và của tỉnh. Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tập trung khẩn trương hoàn thiện, đưa vào sử dụng có hiệu quả, hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 11 năm 2021 đối với những giải pháp về công nghệ như là hệ thống kiểm soát y tế ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI phục vụ khai báo y tế qua các trạm khai báo y tế ra vào tỉnh, ứng dụng quét mã QR bằng ứng dụng pCovid, đồng bộ dữ liệu kết quả xét nghiệm của khu vực công và khu vực tư lên nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến, rà soát giảm tối đa các thủ tục quy trình không thực sự cần thiết như là đóng dấu xác nhận vào tay, xuất trình thẻ căn cước công dân khi đi qua các trạm khai báo y tế ra vào tỉnh nhằm tạo thuận lợi cho người đi lại và giao thương. Sở Y tế khẩn trương thực hiện việc cấp tài khoản cho các xã phường thị trấn, các đơn vị ngành than, các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan đơn vị liên quan để chủ động cập nhật kết quả test nhanh lên hệ thống. Phấn đấu, Quảng Ninh là địa phương đi đầu cả nước về việc tạo ra dữ liệu lớn về nền tảng xét nghiệm. Thưa quý vị, do tác động của dịch COVID-19, nhiều địa phương trong nước thời gian qua đã phải cho học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến. Tại Quảng Ninh thì học sinh rất hạnh phúc vì vẫn được đến trường để học trực tiếp, cơ bản chưa phải học trực tuyến. Ngoài một số thời điểm cùng với cả nước thực hiện giãn cách xã hội thì học sinh tạm dừng đến trường. Đây là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, giữ vững địa bàn an toàn. Từ đầu tháng 11 năm 2021, trường tiểu học và trung học cơ sở Hùng Thắng triển khai việc tạo lập và quét mã QR code khai báo y tế đối với 100% học sinh. Bằng cách làm này, nhà trường có thể kiểm tra lịch trình di chuyển của trên 1.000 học sinh một cách khoa học nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới. Tất cả các đồng chí giáo viên chủ nhiệm trong một ngày sẽ phải quét mã QR cho học sinh và đến cuối buổi thì sẽ báo cáo thông tin về sức khỏe học sinh về ban giám hiệu nhà trường. Đối với những trường hợp học sinh có sức khỏe bất thường thì phải báo cáo ngay để cho ban giám hiệu nhà trường kịp thời xử lý. Và cái thứ hai nữa là chúng tôi giám sát việc đeo khẩu trang của cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh thông qua hệ thống camera của nhà trường và đưa những cái vấn đề này vào tiêu chí thi đua của lớp và của học sinh trong tuần và trong tháng. Chúng em cảm thấy rất may mắn và phấn khởi vì được đến trường từ đầu năm học đến giờ. Đây là điều kiện rất quan trọng để chúng em có thể tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất. Chúng em sẽ nỗ lực thực hiện thông điệp 5K, đặc biệt là việc khai báo y tế và đeo khẩu trang để giúp trường học luôn được an toàn. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, các địa phương tạo lập mã QR code cho học sinh. Hiện đã có khoảng 61.000 trong tổng số 71.000 học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Hạ Long được tạo lập mã QR code phục vụ hiệu quả công tác khai báo y tế điện tử trong trường học. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình trong việc đảm bảo sức khỏe cho học sinh, thực hiện xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho học sinh, giáo viên. Hàng ngày chúng em đều được đo thân nhiệt trước khi đến lớp và thực hiện tốt việc đeo khẩu trang, cũng như là quét mã QR, khai báo y tế. Hàng tuần chúng em đều được các thầy cô giáo cho xét nghiệm COVID-19 và chúng em cũng rất vui và an tâm khi được đi học. Và hàng ngày 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đều thực hiện việc quét mã, khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang đầy đủ. Bên cạnh đó thì nhà trường đã thực hiện công tác tập huấn cho 100% cán bộ, giáo viên có thể lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh để chủ động tầm soát hàng tuần theo quy định. Trong suốt 2 năm phòng chống dịch COVID-19, trừ một số ít thời điểm cùng cả nước phải cho học sinh tạm dừng đến trường để thực hiện giãn cách xã hội, Quảng Ninh vẫn luôn kiên trì, kiên cường giữ vững địa bàn an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tạo cơ hội cho tất cả học sinh được đến trường và thụ hưởng môi trường giáo dục tốt nhất. Đó cũng là hạnh phúc của học sinh, quyền lợi của người dân Quảng Ninh. Chúng tôi đánh giá rất là cao trong 2 năm vừa qua, tỉnh và thành phố thực hiện rất là tốt những cái biện pháp để phòng chống dịch, để giữ vững địa bàn của tỉnh an toàn, để giúp cho các con được đến trường. Với góc độ là phụ huynh học sinh thì chúng tôi xác định là phải kết hợp rất là chặt chẽ với nhà trường để thực hiện tốt những cái biện pháp phòng chống dịch, làm sao tạo được cái môi trường an toàn nhất để cho các con được đến trường. Với sự quan tâm đặc biệt cho học sinh trẻ em, tỉnh Quảng Ninh đang nỗ lực tiếp tục chủ động linh hoạt trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, vừa phù hợp với tình hình địa phương, vừa thống nhất với chủ trương chung của toàn quốc. Xác định sống chung an toàn với dịch bệnh, ngành y tế Quảng Ninh đã chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và thuốc sử dụng cho việc điều trị Covid-19. Ngay sau khi tiếp nhận 40.000 viên thuốc kháng virus Molnupiravir, tương đương với 1.000 liều từ Bộ Y tế. Ngày hôm nay, ngành y tế Quảng Ninh đã phân bổ cho 18 cơ sở y tế thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Molnupiravir là thuốc kháng virus được sử dụng điều trị bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ trong thời gian 5 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng, với mục tiêu là giúp bệnh nhân mắc COVID-19 giảm tải lượng virus trong cơ thể, từ đó giảm lây lan, ngăn chặn chuyển nặng, rút ngắn thời gian điều trị. Thì ngay ngày hôm qua thì Sở Y tế đã cho tập huấn tất cả các đơn vị trong tỉnh, trong toàn tỉnh về để kế hoạch triển khai cái thực hiện điều trị thuốc Molnupiravir để cho bệnh nhân. Và ngay buổi sáng ngày hôm nay thì tất cả các đơn vị trong toàn tỉnh cùng với Sở Y tế đã được tập huấn về chuyên môn với sự tham gia của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, và ngay chiều hôm nay thì những viên thuốc đầu tiên sẽ được đến tận tay cho những bệnh nhân Covid để điều trị kịp thời nhất. Trước đó, từ cuối tháng 8 năm 2021, Bộ Y tế đã triển khai thí điểm điều trị có kiểm soát thuốc kháng virus Molnupiravir cho các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ và không triệu chứng tại nhà và đã mở rộng đến 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Báo cáo kết quả bước đầu cho thấy Molnupiravir có tính an toàn, dung nạp tốt và có hiệu quả rõ rệt. Theo Sở Y tế, trong ngày hôm nay, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 17 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó thị xã Đông Triều có 2 ca, thành phố Uông Bí có 1 ca, huyện Hải Hà 5 ca, huyện Đầm Hà 6 ca và thành phố Hạ Long có 3 ca. Tất cả những trường hợp này đều đã được cách ly điều trị. Ngành y tế và các địa phương đang tiếp tục thực hiện các biện pháp truy vết khoanh vùng, không để dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng. Hôm nay, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hạnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hải Hà, thông báo kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp, thông tin về kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của tỉnh Quảng Ninh, kế hoạch định hướng phát triển năm 2022, nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, dự kiến diễn ra từ ngày 7 cho đến ngày 9 tháng 12 năm 2021. Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp trước. Cử tri huyện Hải Hà đánh giá cao hoạt động của các đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, bày tỏ vui mừng trước những kết quả phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đất nước. Cử tri kiến nghị một số nội dung liên quan đến xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, hỗ trợ các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao chất lượng điện sinh hoạt và sóng điện thoại, đầu tư nâng cấp các tuyến đường liên huyện, liên xã. Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những ý kiến tâm huyết trách nhiệm của cử tri và trực tiếp giải trình làm rõ một số vấn đề. Đối với các nội dung không thuộc thẩm quyền đều được tiếp thu tổng hợp để chuyển tới Quốc hội và các cơ quan chức năng giải quyết trong thời gian sớm nhất. Chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14. Hôm nay, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh bổ sung số liệu, phân tích làm rõ một số nội dung liên quan đến chất lượng kiểm sát án hình sự, chất lượng kháng nghị, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và nguyên nhân gia tăng một số loại tội phạm, nhất là người dưới 18 tuổi phạm tội. Tòa án Nhân dân tỉnh cần phân tích làm rõ một số nội dung liên quan đến diễn biến tình hình tội phạm, chất lượng giải quyết xét xử các vụ án hình sự, tỷ lệ giải quyết một số loại án chưa cao và công tác tổ chức triển khai phiên tòa trực tuyến theo chỉ đạo của Quốc hội. Đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị đơn vị phân tích làm rõ các nội dung liên quan đến công tác thi hành án dân sự đối với các tổ chức tín dụng, công tác theo dõi thi hành án hành chính, kết quả một số chỉ tiêu đạt thấp và công tác giải quyết đối với một số vụ việc cụ thể. Tại hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh vào sáng nay, định hướng nội dung tuyên truyền thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Thường trực cấp ủy, đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, các địa phương tập trung tuyên truyền trọng tâm về kết quả hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, kết quả hội nghị văn hóa toàn quốc, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết 128 của Chính phủ và chỉ thị 18 của Tỉnh ủy về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và ổn định kinh tế xã hội, giữ vững đà tăng trưởng 2 con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tích cực thực hiện các nội dung công tác thông tin đối ngoại, quản lý biên giới, đồng thời nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, tuyên truyền các nội dung các hoạt động chào mừng, các sự kiện kỷ niệm của các ngành, các đơn vị. Chiều nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông tin báo chí thường kỳ, thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi biên giới hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ và Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về những thành tựu nổi bật 5 năm qua của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh. Ban Dân tộc tham mưu các giải pháp thực hiện hiệu quả nghị quyết số 06 ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Các cơ quan báo chí tuyên truyền về Hội nghị văn hóa toàn quốc diễn ra vào ngày 24 tháng 11. Chiều nay, tại Trung tâm tổ chức Hội nghị FLC Hạ Long, Tổng cục Du lịch, Sở Du lịch Quảng Ninh và Tập đoàn FLC phối hợp tổ chức tọa đàm Du lịch Gold lợi thế mới để Việt Nam hút khách quốc tế. Với sự tham gia của nhiều tập đoàn doanh nghiệp du lịch lữ hành lớn, các chuyên gia phát triển du lịch Gold trong cả nước. Trong bối cảnh nỗ lực phục hồi ngành du lịch dịch vụ, từng bước mở cửa du lịch quốc tế, du lịch Gold là loại hình có nhiều ưu thế để thu hút du khách quốc tế. Trước mắt là thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản, trong khi Việt Nam có lợi thế là một trong những điểm du lịch Gold hấp dẫn hàng đầu thế giới. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ thông tin về nhu cầu tiềm năng phát triển du lịch Gold tại Quảng Ninh nói riêng, của cả nước nói chung, đề xuất nhiều kiến nghị và giải pháp để khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh, thúc đẩy loại hình du lịch này phát triển. Cùng với sự sẵn sàng về điều kiện cơ sở, sự chủ động trong biện pháp an toàn phòng dịch, thì sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp du lịch và điểm đến là những điều kiện thuận lợi để khai thác hiệu quả dòng khách du lịch Gold khi mở cửa du lịch quốc tế trong điều kiện thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Sáng nay tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Sở Tài nguyên Môi trường tổ chức hội nghị tuyên truyền sử dụng túi giấy thay thế túi ni lông và trao tặng túi giấy thân thiện với môi trường cho khoảng 100 doanh nghiệp với 200 tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long. Hoạt động nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các đơn vị cùng chung tay nói không với rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển. Đến năm 2050, lượng rác thải nhựa có thể sẽ nhiều hơn cả lượng cá trên biển nếu rác vẫn tiếp tục gia tăng như hiện nay. Thực trạng đáng báo động về rác thải nhựa trên thế giới và tại Việt Nam được các chuyên gia tổ chức JICA Nhật Bản thông tin tại hội nghị. Đại diện các doanh nghiệp, chủ tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long cũng được cập nhật những tác động của rác thải nhựa đến môi trường sống, kinh nghiệm quản lý, giải pháp giảm thiểu túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần tại Nhật Bản và những nỗ lực nói không với rác thải nhựa của tỉnh Quảng Ninh. Bảo vệ môi trường trên tàu du lịch mà khi tham quan chở khách tham quan Vịnh Hạ Long thì cái này chúng tôi đã thực hiện 2 năm nay rồi. Hội nghị hôm nay nữa thì đây là một cái bồi dưỡng thêm cái kỹ năng và cái công tác bảo vệ môi trường, và chúng tôi sẽ tuyên truyền tiếp đến các nhân viên thuyền viên và các cái người làm việc trên phương tiện ở trên các tàu du lịch để nắm bắt được cái kỹ năng và cái công tác bảo vệ môi trường, và cũng tuyên truyền đến khách du lịch làm sao mà chúng ta chung tay bảo vệ môi trường vì Hạ Long xanh cho ngày mai. Thực tế là hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp địa phương phải quan tâm chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn để cân bằng giữa kinh tế, môi trường và xã hội, nhất là khi mà Quảng Ninh đang sở hữu nhiều lợi thế về tự nhiên hấp dẫn như là di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Và chúng ta thì nên bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, đó là thay thế túi ni lông bằng những vật liệu thân thiện với môi trường như túi giấy. Hội nghị tuyên truyền sử dụng túi giấy thay thế túi ni lông đã truyền đi thông điệp về bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần trong các hoạt động của các doanh nghiệp, chủ tàu du lịch tham quan lưu trú trên Vịnh Hạ Long, góp phần tích cực phát triển du lịch Quảng Ninh một cách bền vững. Từ đó lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nói không với rác thải nhựa trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Hội nghị nằm trong chuỗi các hoạt động phổ biến, tuyên truyền tác hại của rác thải nhựa, nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thường niên. Hiện nay thì vấn nạn ô nhiễm môi trường đang trở nên trầm trọng. Chính vì vậy cho nên là con người đang hướng tới sử dụng những cái sản phẩm thân thiện với môi trường. Và hiện nay thì là để giảm thải cái lượng rác thải nhựa ra môi trường thì con người đang hướng tới sử dụng túi giấy thân thiện với môi trường. Và cái túi giấy thì cái nguyên liệu là hoàn toàn từ gỗ và từ tự nhiên, cho nên là rất là thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe của con người. Chính vậy là đang được sử dụng rất là rộng rãi. Và những cái chương trình tuyên truyền như thế này thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức hàng năm, và kế hoạch những năm tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường tổ chức những cái chương trình như thế này trên địa bàn toàn tỉnh để làm sao mà cho cộng đồng hiểu được những cái nội dung về tác hại của rác thải nhựa và lan tỏa tới cộng đồng thông điệp là hãy sử dụng túi giấy thay thế túi ni lông để bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta và thế hệ sau này. Nhân dịp này, Sở Tài nguyên Môi trường cũng trực tiếp tuyên truyền và trao tặng 5.000 túi giấy thân thiện với môi trường cho các tàu du lịch tại cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.